Quý anh chị tuổi Tân Dậu kính mến, mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị tuổi Tân Dậu bước sang tháng 6 năm Quý Mão 2023, may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tuổi Tân Dậu sẽ được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài ưu ái, quý nhân tương trợ, có nhiều cơ hội trúng số đổi đời, đại gia, giàu hơn người. Về vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình, thì ngay sau đây xin mời quý anh chị tuổi Tân Dậu cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng điểm qua đôi nét về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1981 tuổi Tân Dậu nhé. Người sinh năm 1981 tuổi Tân Dậu mang mệnh mộc, thạch lựu mộc, gỗ cây lựu đá. Thạch nghĩa là đá, lựu nghĩa là cây lựu, là tên của một loài cây, mộc là gỗ hay các loài thực vật nói chung. Tên của ngũ hành nạp âm này nghĩa là một cây lựu đá. Những người mệnh thạch lựu mộc mang một tính cách đa dạng, không thuần nhất, đa dạng thế nào thì ngay sau đây cùng chúng tôi tìm hiểu về tính cách của mệnh này. Thứ nhất, vì thuộc hành mộc nên khí chất rất là ôn hòa, điềm tĩnh, nhân ái, trái tim luôn biết yêu thương, thông cảm, chia sẻ. Trong ngũ thường, tức là năm đức tính tốt đẹp thường có, thì hành mộc chủ về nhân, thêm nữa bản chất của các loài cây cối là hiền lành, nhân ái, ưa làm những việc phúc và thiện. Thứ hai, thạch lựu là loài cây sinh trưởng, phát triển ở những vùng đất sỏi đá khô cằn nên cốt cách của nó cứng gạc, đanh thép, sức sống mãnh liệt phi thường, chính bởi lẽ đó mà nó ảnh hưởng tới cá tính con người mang mệnh này. Bề ngoài họ rất hiền từ nhân hậu, nhưng ý chí, nghị lực, cốt cách của họ ít ai sánh bằng. Thạch lựu mộc là mẫu người đa tài, họ giỏi nghệ thuật hội họa, văn chương nhưng cũng khéo quản lý tài chính hay các hoạt động thương mại. Yêu cái đẹp nhưng cũng sẽ thực tế và ham kiếm tiền, chính vì lẽ đó nên đôi khi họ thường phải lựa chọn cân nhắc giữa hai mặt. Những người thuộc mệnh thạch lựu mộc, giàu trí tiến thủ, không ngừng vươn cao trong mọi hoàn cảnh, họ dễ thích nghi và đem lại lợi ích cho nhiều người, vươn lên sinh tồn trong điều kiện khó khăn. Chắc chắn bản lĩnh của họ rất cao, tâm lý lạc quan, nhìn cuộc đời như bầu trời xanh đầy hy vọng, họ tự tin vào bản thân và cuộc sống, tràn đầy niềm yêu đời. Những người thuộc bản mệnh thạch lựu mộc vì có lộc cách nên theo con đường kinh doanh, thương mại, tài chính ngân hàng, với tài năng và những ưu đãi đặc biệt của tạo hóa sẽ giúp họ có được những thành tựu lớn trong thương trường và con đường sự nghiệp. Thạch lựu mộc hơn người và cũng khó đoán bởi họ là mẫu người đa tài. Trong thực tế, cây thạch lựu vừa có tác dụng làm cảnh, lại vừa có trái có thể ăn được. Một số người trong nhóm họ sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, hội họa, trang trí sắc màu, văn chương, thơ ca. Với sự đam mê và thiên phú bẩm sinh, họ sẽ có được thành tích cao trên con đường nghệ thuật của mình. Xét theo ngũ hành, Tân thuộc hành kim, Dậu cũng thuộc hành kim sẽ khiến cho Dậu bướng bỉnh và ngoan cố hơn. Đồng thời bởi nguồn năng lượng tự kim kép sẽ khiến cho những người Tân Dậu đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân mình và những người xung quanh. Họ thuộc kiểu người đề cao cái tôi của cá nhân và để nuôi dưỡng duy trì cái tôi bản ngã của mình, họ có xu hướng tìm đến những người biết lắng nghe họ. Người tuổi Tân Dậu cũng là kiểu người khá mạnh dạn, luôn kiên định với suy nghĩ của mình, họ luôn tự lập, không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai, là cuộc sống mà người mang tuổi này hướng đến. Ngoài những tính cách trên, tuổi Tân Dậu còn là người đam mê công việc, làm việc có tổ chức, với bất kỳ việc gì, hay chi tiết nhỏ nào, họ cũng luôn rất kỹ càng, hay có thể nói là khắt khe đến từng chi tiết. Tuy nhiên, đối với Tân Dậu, gia đình luôn là trên hết, họ luôn muốn cố gắng để mang lại cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc nhất cho người thân của mình, bởi họ xem điều này như mục tiêu quan trọng cả đời họ. Với tính kiên định của mình, Tân Dậu có tài năng hùng biện, họ còn có khả năng dùng lời lẽ của mình để lấn át được miệng lưỡi của đối thủ. Tuy nhiên, họ thuộc tuýp người thẳng thắn, trung thực nên đôi khi không quan tâm quá nhiều tới cách lựa chọn câu chữ hay cách ăn nói. Do đó mà nhiều lời ăn tiếng nói của họ khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Một đặc trưng khác trong tính cách của những người Tân Dậu đó là sự nghiêm khắc trong việc xử lý sai phạm, lỗi lầm. Chính vì thế,
tuổi Tân Dậu có trở ngại lớn nhất về vấn đề tình yêu, đó là quá lạnh lùng, cùng với bản tính quá hung hăng. Cuộc đời nam giới Tân Dậu, lúc nhỏ rất sung sướng, lại hay hoang phí, lớn lên muốn đạt được, mình tự lập và có tính tiến thủ. Bởi hay tính hoang phí, nên dù có nhiều tiền bạc cũng khiến cho nam Tân Dậu lâm vào cảnh túng quẫn. Tiền bạc tuy vô bất ngờ, nhưng ra cũng chẳng bao lâu, cuộc sống không được mấy tốt đẹp. Bởi thế, để phải tránh mang cảnh nghèo khổ, hậu số phận được sung sướng an nhàn, thì nam giới Tân Dậu cần phải cẩn mẫn hơn, không nên quá tự cao tự đại. Về phần công danh, lúc lên thì lên cao, có khi lại xuống rất thấp, sự bấp bênh trên con đường công danh chỉ dừng lại ở mức bình thường, cuộc sống không được dư giả và thiếu điều tốt trong cuộc sống. Bên cạnh đó, gia đạo cũng không được ôn hòa mấy, tình ruột thịt không mấy mặn mà và thắm thiết. Nam giới Tân Dậu nếu biết tạo lấy điều kiện cho cuộc sống, thì hoàn toàn có thể được nhiều may mắn trong cuộc sống. Sự nghiệp sẽ có những điều tốt đẹp, tiền bạc không những đủ đầy và dồi dào, thế nên cần học tính tiết kiệm, đừng quá phung phí, thì về sau mới có thể hưởng được đầy đủ những vấn đề này. Sau đây là tổng quan vận trình của người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 năm 2023 tuổi Tân Dậu âm lịch, người tuổi Tân Dậu đón tháng mới với tinh thần đầy hứng khởi. Khi có rất nhiều cơ hội phát triển đang chờ đón bạn phía trước, bạn càng làm càng hăng say, cũng tạo ra năng suất chất lượng đáng nể. Nguyệt lệnh lâm đế vượng cho thấy, sự nghiệp tiến triển vượt mức mong đợi, bản mệnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cũng chủ động đưa ra các ý tưởng mới, đề xuất mới, thể hiện được khả năng sáng tạo. Tam hội cục còn giúp các mối quan hệ xã giao thêm phần hài hòa, nhất là khi bạn luôn cùng giúp đỡ đồng nghiệp để giải quyết vướng mắc, tạo dựng hào cảm với đồng nghiệp và cấp trên. Không chỉ công danh, sự nghiệp, vận tài lộc của Tân Dậu trong tháng 6 này cũng vô cùng thuận lợi, cả nguồn thu chính và phụ đều có khởi sắc. Tuy không đến mức phát tài ngay sau một đêm, nhưng cũng khá rủng rỉnh trong chi tiêu, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Nữ tuổi này mạnh dạn mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới hoặc phát triển nghề tay trái thì sẽ được đền đáp bằng tài lộc về túi. Chuyện tình cảm bước vào trạng thái lý tưởng nhất, nhân duyên hưng vượng. Người độc thân có đào hoa nên có thể tìm thấy tình yêu của đời mình, nhưng cần phải biết nắm bắt mới được như ý. Gia đình hòa thuận, nồng ấm, có cặp đôi còn đón tin vui con cái hoặc về chung một nhà. Sức khỏe tuổi Tân Dậu nhìn chung là ổn, thể trạng rất tốt nhờ chế độ rèn luyện và lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, do thời tiết khá nóng nên bạn cần chú ý tình trạng nóng trong mụn nhọt. Cụ thể từng phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 6 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch. Về phương diện công danh của tuổi Tân Dậu, vận trình bản mệnh hanh thông phơi phới, nhiều cơ hội có thể phát triển. Hầu hết các kế hoạch công việc đều tiến triển rất đều đặn, đúng như dự tính ban đầu, thậm chí có nhiều lĩnh vực vượt cả mong đợi. Tháng này, mệnh xù được nguyệt lệnh lâm đế vượng ủng hộ nhiệt tình, kết hợp với quý nhân tam hội, nên như hổ mọc thêm cánh, nâng cao vận khí, giúp bạn liên tiếp gặp may trong công việc. Dù quá trình tiến hành vẫn có đôi chút vấp váp và trở lực, nhưng được quý nhân phò trợ, bản mệnh lại năng động và xông xáo, nên kết quả thu về khá lý tưởng. Ngay trong những công việc thường ngày, bạn cũng chủ động đưa ra các ý tưởng đề xuất mới, thể hiện khả năng sáng tạo. Rất may là những ý tưởng đó đều đã được các thành viên đón nhận và đánh giá cao. Thêm nữa, tam hội cục còn giúp các mối quan hệ xã giao thêm phần hài hòa, nhất là khi bạn luôn cùng giúp đỡ đồng nghiệp giải quyết vướng mắc, tạo dựng hảo cảm với đồng nghiệp và cấp trên. Một vài hạng mục bị đình trệ hoặc chưa kịp xử lý trước đó, nay được tuổi này nhanh chóng giải quyết đâu ra đó. Có thêm sự tín nhiệm của cấp trên cũng như sự ủng hộ của cấp dưới, cơ hội thăng tiến càng thêm rộng mở. Tuy nhiên, trong tháng có dịch mã xuất hiện là điềm báo tất bật, thường phải dịch chuyển hay ngược xuôi lo công việc. Đó có thể là quá trình dịch chuyển về địa lý, khoảng cách, nhưng cũng có thể là dịch chuyển về chức vụ. Nhìn trong những nỗ lực bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng một khi bản mệnh chủ động, xông xáo trong công việc, kết quả cuối cùng đạt được vô cùng mỹ mãn. Về mặt tài lộc, cùng với những tin vui ở phương diện sự nghiệp, vận tài lộc của Tân Dậu cũng có dấu hiệu tăng vọt trong tháng mới, vận khí đang phất mạnh, việc kiếm tiền của những chú gà cũng thêm phần thuận lợi. Hàng loạt các tinh trợ mệnh, con giáp này làm gì cũng có thể hái ra tiền, cả nguồn thu chính và phụ đều khởi sắc, tuy không đến mức phát tài ngay sau một đêm, nhưng cũng khá rủng rỉnh trong chi tiêu, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Tháng này cũng mở ra nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh, buôn bán thuận lợi, bỏ túi không ít lợi nhuận lộc lá trời ban. Nếu tuổi này mạnh dạn mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới hoặc phát triển nghề tay trái, thì sẽ được đền đáp bằng tài lộc về túi.
nhìn thấy các cơ hội tốt, thời cơ đến bản mệnh muốn tranh thủ đẩy mạnh đầu tư, điều đó hoàn toàn phù hợp ở thời điểm này. Nhân duyên khởi vượng nhờ tam hội cục cùng giúp các kế hoạch hợp tác diễn ra suôn sẻ, bản mệnh liên tục ký kết hợp đồng lớn, các thỏa thuận hợp tác làm ăn béo bở, đơn hàng tới tấp, tấp nập, không chỉ đem tới lợi nhuận cho doanh nghiệp mà bản thân cũng được hưởng khoản hoa hồng không nhỏ. Có lẽ tháng này dịch mã báo hiệu sự tất bật cũng là bởi bạn luôn bận rộn với các tham vọng làm giàu của mình. Vất vả một chút nhưng gặt hái thành quả rực rỡ, như vậy cũng đáng lắm. Tuy nhiên, làm bất cứ việc gì cũng nên chỉn chu và biết điểm dừng đúng lúc, đừng tham lam, ôm đồm mà sôi hỏng bỏng không. Các chi phí phát sinh trong tháng cũng tương đối nhiều, vì vậy, Tân Dậu chớ ỷ vào việc tiền túi rủng rỉnh mà tiêu pha lãng phí, vung tay quá chán thì tiền núi cũng cạn. Về mặt tình duyên, gia đạo. Phương diện tình duyên có tam hội xe duyên, chuyện tình cảm và các mối quan hệ của người tuổi Tân Dậu sẽ vô cùng khởi sắc trong tháng 6 âm lịch này. Nhân duyên hưng vượng nhờ đế vượng giúp làm tăng sức hút. Người độc thân có đào hoa chiếu nên nhiều cơ hội để kết nối tình cảm, có thể thấy tìm thấy tình yêu của đời mình. Tuy nhiên, nếu bạn không chủ động nắm bắt thì duyên mấy cũng qua. Với các cặp đôi, những khúc mắc trục trặc trước đó sẽ lần lượt được tháo gỡ ổn thỏa, tình cảm càng thêm gắn kết mặn nồng. Gia đình thì hòa thuận, xung đột giữa các thành viên trong gia đình giảm đi trông thấy, trả lại không khí yên vui, có cặp đôi còn đón tin vui con cái hoặc gia đình có thành viên mới. Về mặt sức khỏe, vận trình tháng 6 âm định này của Tân Dậu có nguyệt lệnh lâm đế vượng, lại có cát khí từ tam hội nâng đỡ, dự báo sức khỏe của con giáp này khá tốt, không xuất hiện dấu hiệu bệnh tật nghiêm trọng nào. Thể trạng của bạn rất dẻo dai, lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhờ chế độ rèn luyện và lối sống lành mạnh. Nói như vậy không có nghĩa là bạn chủ quan khinh suất đâu nhé, nhất là khi thời tiết đang khá nóng, nên bạn cần chú ý tình trạng nóng trong, mụn nhọt. Với những hoạt động thể chất mạnh, tuổi Tân Dậu hoàn toàn có thể thử sức bởi sức khỏe của bạn hiện tại cho phép điều đó. Tuy nhiên, làm gì cũng cần biết lượng sức, đừng tập tành quá sức mà gây phản tác dụng. Ngoài ra, cũng nên giữ vệ sinh nhà cửa để tránh bệnh tật do môi trường uống nhiều nước, bổ sung thêm các thực phẩm tính hàn để giảm bớt nóng trong. Tiếp theo sau đây, vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Tân Dậu đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Tuổi Tân Dậu vô cùng may mắn khi nhận được tín hiệu từ dịch mã cát tinh, phương diện tài lộc và công việc đang dần có những dấu hiệu tiến triển rõ rệt. Tuần này có lợi cho những bản xuất ngoại, làm việc cần di chuyển nhiều, tính tình năng nổ, thích đi đây đi đó. Cát tinh này chỉ phù trợ cho những người chịu thương, chịu khó, miệng nói tay làm, công sức mà bạn bỏ ra sẽ sớm được đền đáp. Nhiều người còn nhận tin vui bất ngờ trong công việc, Tân Dậu đa tài, đa nghệ, không ngại khó khăn, quan hệ ngoại giao cực khéo và vui tính nên làm ăn rất dễ dàng. Ký hợp đồng cực nhanh, bản mệnh dễ được nâng đỡ và có quý nhân dẫn lối. Nếu biết lựa lời để giao tiếp trong cơ quan, được giao thêm nhiệm vụ hãy mạnh dạn đón lấy đừng ngại. Làm một hưởng 10, làm chơi hưởng thật nên càng về cuối tuần con giáp này càng có thu nhập cao. Tân Dậu ăn chơi cũng giỏi, nhưng kiếm tiền cũng không thua kém ai. Chính vì quá được lòng thiên hạ nên dù có kiếm được nhiều cũng chẳng dám xăm soi tiền của bạn. Tiền tài ở mức ổn định, tới cuối tuần sẽ có công việc làm thêm giúp gia tăng nguồn thu nhập, nhưng cũng đừng tham việc quá, làm gì cũng nên để ra thời gian để đầu tư cho sức khỏe. Cuối tuần có tam hợp cục chiếu cố, nên Tân Dậu sẽ nhận được sự ngọt ngào trong tình yêu, được nhiều người nhắc đến. Hãy tự tin và trau chuốt cho bản thân, cứ mạnh dạn trở thành người mà mình muốn trở thành, thay vì sống theo mong ước của một ai đó. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Mão Mùi, màu sắc may mắn, đen, xanh lá, con số phát tài, 89, 23, 76. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến 15 tháng 6 âm lịch. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, vận trình tuổi Tân Dậu tuần này được ví như gấm thêm hoa, rực rỡ sinh động vô cùng, có cản cũng không hết tin vui đến. Tinh thần bản mệnh phấn chấn, hành xử tự nhiên, việc nhà được xử lý êm xuôi, không khí gia đình vui tươi, ngập tràn hạnh phúc, vợ chồng đón tin vui về con cái, có tiếng trẻ thơ trong nhà, ai nấy đều tươi cười vui vẻ. Tuy thời gian hai bạn bên nhau không nhiều, nhưng đối phương lại hết mực chu đáo, hỏi han ân cần, nói lời ngọt ngào, không còn ngại ngùng như trước. Về mặt sự nghiệp, Thiên Quý và Thiên Phúc cát tinh cùng lúc giúp đỡ, bản mệnh thành thạo trong công việc, quan hệ xã giao hài hòa, được lãnh đạo dẫn dắt, chỉ bảo,
nên không còn mắc sai lầm như trước. Cơ hội thăng tiến, tăng lương trong tuần cũng rất nhiều, cần chủ động nắm bắt, công việc được quý nhân phù trợ, nên bạn chặn tay và khá nhiều cơ hội thăng tiến. Đây là thời điểm thích hợp để bạn thể hiện năng lực của mình, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cá nhân, tiền bạc trong tuần khá hanh thông, thu nhập chính hay phụ đều có điểm sáng. Người làm công ăn lương phát huy tốt nên nhận được những khoản lương thưởng hậu hĩnh. Trong khi đó, người làm kinh doanh chỉ cần đầu tư, làm ăn một cách nghiêm túc thì lợi nhuận luôn đong đầy. Với chủ doanh nghiệp, người làm nghề tự do, nhiều khả năng sẽ ký kết được hợp đồng lớn hoặc thu nạp thêm nhân viên xuất sắc, mang đến nhiều ý tưởng độc đáo. Cần lưu ý tiểu nhân trong tuần là tuổi Sửu và tuổi Thìn, hợp tác sẽ gây ra sự cố ngoài ý muốn, phải thận trọng. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Ngọ, Hợi. Tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số phát tài, 89, 45, 20. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. So với tuần trước, vận trình tuần này của Tân Dậu kém sắc hơn. Về phương diện tình cảm, người đã kết hôn chịu ảnh hưởng của hung tinh Thiên Cẩu và Thiên Sát, dễ xảy ra tranh cãi to tiếng vì bất đồng quan điểm trong xử lý những chuyện thường nhật. Đôi khi bạn cảm thấy đối phương lạnh nhạt với mình, muốn chia sẻ đấy nhưng không có cách nào để mở đầu câu chuyện. Cả hai cứ im lặng, không ai nói với ai câu nào, không khí gia đình càng trở nên bí bách, áp lực. Trong công việc, chịu sự chi phối của hai hung tinh Thiên Cẩu và Song Sát, bản mệnh gặp tiểu nhân quấy phá, dù bản thân nỗ lực cố gắng đến đâu vẫn bị soi mói, chỉ trích. Các mối quan hệ thiếu đi sự hài hòa, đồng nghiệp làm sai nhưng đùn đẩy trách nhiệm sang cho bạn, điều đó khiến hình ảnh của bạn trở nên xấu đi trong mắt lãnh đạo. Thành công đến quá nhanh trở thành con dao hai lưỡi, khiến bạn bị kẻ tiểu nhân ghen ghét, đố kỵ và tìm cách phá hoại. Bạn cần cẩn thận hơn trong cách làm việc để hạn chế những lỗ hổng, sai sót, tạo điều kiện cho kẻ xấu nằm thóp. Trước khi đưa ra quyết định, đừng quên tham khảo các nguồn thông tin đa dạng. Tài chính có khoản thu vào, nhưng khoản chi ra cũng không ít, thậm chí chi còn vượt thu, khiến bản mệnh rất dễ rơi vào cảnh rỗng túi. Càng về cuối tuần, việc kiếm tiền càng khó khăn, khiến cho tuổi Tân Dậu nên cố gắng nhiều hơn để đảm bảo mức phát triển bền vững, cũng là đảm bảo cuộc sống ổn định. Chủ doanh nghiệp, người kinh doanh buôn bán, cần đề cao cảnh giác, có kẻ hãm hại, sự cố bất thình lình xảy đến, dẫn tới hiện tượng phá tài. Nghiêm trọng còn tán ra bại sản, cẩn trọng khi hợp tác làm ăn với người tuổi Thìn hoặc tuổi Hợi, vì khi mâu thuẫn xảy ra, bạn sẽ là người lĩnh đủ. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Sửu. Tiểu nhân, Thân, Mùi. Màu sắc may mắn, đỏ, vàng. Con số phát tài, 58, 43, 62. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 6 âm lịch. Trong tuần này, bản mệnh Tân Dậu đón vận trình tươi mới, nhiều bất ngờ sẽ tới, vận trình tình cảm phất lên như diều gặp gió, nhờ hai cát tinh Thiên Quý và Thiên Phúc đồng lực trợ giúp. Gia đình bạn sẽ cùng nhau trải qua chuyến du lịch đáng nhớ, đơn giản là cùng nhau chia sẻ việc nhà, trách nhiệm tài chính trong cuộc sống thường nhật. Khi cả hai cùng nhìn về một hướng, cảm giác mọi thứ thuận lợi vô cùng, dường như không có điều gì ngăn cản nổi sự quyết tâm của hai bạn. Về phương diện công việc, mệnh chủ có sự đột phá lớn trong tuần, nhất là những ai trước đó từng bị lãnh đạo hoài nghi về năng lực làm việc, nay có cơ hội thể hiện tài năng, ai nấy đều tỏ ý ngưỡng mộ. Trong tuần, rất có thể bạn sẽ đi công tác xa, nhận được lời mời tham dự hội thảo, hội nghị, tiệc thương gia nào đó, nhân cơ hội này. Bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, điều đó rất có lợi cho con đường thăng tiến trong tương lai. Các mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi, bạn có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô kinh doanh, tìm kiếm thêm những khách hàng tiềm năng hay những môi trường đầu tư thích hợp, tăng lợi nhuận cho bản thân. Theo đà công việc tăng tiến, tài lộc cũng khởi sắc hơn, tuy nguồn thu nhập chính không thay đổi, nhưng nguồn thu phụ thì lại khá vượng, nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh xuất hiện. Nếu dám mạnh dạn đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn, bạn có thể khiến cho người khác trầm trồ với những gì mình làm được. Với những ai vừa lập nghiệp, mọi việc diễn ra thuận lợi, công ty đi vào hoạt động bình thường, bắt đầu có dấu hiệu thu lời. Nhờ vận quý nhân vượng, bạn có thể ký kết được hợp đồng lớn, được nhiều đối tác tin cậy và ký kết thỏa thuận hợp tác. Nhưng lưu ý, đề phòng khi hợp tác với người tuổi Mão và Ngọ, những đối tượng này rất dễ chuyện thị phi. Cẩm nang vượng, vận. Quý nhân, Mùi, Thân. Tiểu nhân, Ngọ, Dậu. Màu sắc may mắn, trắng, đen. Con số phát tài, 56, 11, 09. Nhân sinh cảm ngộ.
Quý vị thân mến, biển rộng mênh mông không bờ, không bến, không có giới hạn là bởi nó không cự tuyệt bất kỳ một giọt nước nào. Núi có thể đứng cao sừng sững vạn trường là bởi nó không từ chối dẫu chỉ một hòn đá nhỏ. Nước được xưng là có lòng bao dung vĩ đại, bất luận là ân oán, đúng sai vô luận, là giọt nước ở sông lớn hay dòng suối nhỏ, đều có thể giống như Lâm Tắc Từ đã nói, hải nạp bách xuyên, hữu dũng này đại, bích lập thiên nhận, vô dụng tắc cương. Ý rằng, biển lớn dung nạp trăm nghìn sông, bởi tấm lòng bao dung mới có thể trở nên vĩ đại. Vách núi nghìn trượng sừng sững, vì không mang dục vọng mới có thể trưởng thành. Một cái bát chỉ có thể đựng đầy một bát nước, một cái thùng chỉ có thể đựng đầy một thùng nước, ao hồ, sông, biển lớn nhỏ không đồng đều, vậy nên dung lượng cũng khác nhau. Lớn thì mới có thể dung nạp được vạn vật, chứa đựng muôn loài, tấm lòng bao dung lớn, bao nhiêu thành tựu lớn bao nhiêu. Dung lượng lớn nhỏ, từ góc độ của con người mà nói, chính là tấm lòng độ lượng. Có câu thơ rằng tướng quân Ngạch Thượng khả tẩu mã, tể tướng Đỗ Lý năng sanh thuyền. Nghĩa là sán tướng quân có thể phi ngựa, bụng thừa tướng có thể chèo thuyền. Ý ở đây là khen ngợi người có tấm lòng khoan dung rộng mở. Cũng là khuyên nhủ con người nên rộng lượng và khoáng đạt trong cách đối nhân xử thế. Lại có câu nói chế giễu người ta, gọi là bụng chim ruột gà, tầm nhìn của chuột, đó chính là cách con người ta bụng dạ hẹp hòi. Thiếu tấm lòng bao dung, có rất nhiều đức tính không tốt đều liên quan đến bụng dạ hẹp hòi. Ví như đố kỵ, tranh đấu, cuồng vọng, hiển thị. Từ tấm lòng khoan dung của một người, có thể nhìn thấy được thành tựu của người đó, có phúc lòng khoan dung lớn bao nhiêu, hưởng phúc lớn bấy nhiêu. Có lòng khoan dung lớn bao nhiêu, thì thành tựu sự nghiệp lớn bấy nhiêu, phúc báo và sự nghiệp ở đây không chỉ là vinh hoa, phú quý, quan to, lộc hậu, mà người thường nói đến cũng không chỉ là thanh danh hiển hách của một đời, một kiếp này. Chính là giống như Đức Chúa Giê-xu gánh chịu tội nghiệp cho người đời, bị đóng đinh lên trên cây thập tự giá, nhưng đạo mà Ngài giảng mãi vẫn được lưu truyền cho đến tận ngày hôm nay. Khổng Tử cả một đời chu du các nước, không ngại gian khổ phiêu bạt khắp nơi, sau khi mất đã trở thành gương sáng muôn đời, soi sáng cả vùng đất phương Đông, tấm lòng rộng mở phá địch thành bạn. Abraham Lincoln, Tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ xuất thân bần hàn, nhưng tấm lòng rộng lớn, có thể bao dung của các sắc tộc khác nhau, bao gồm cả những người đã chế nhạo và lăng nhục ông. Có một thượng nghị sĩ đã từng lăng nhục ông trước mặt mọi người, giễu cợt cha ông chỉ là thợ đóng giày. Nhưng Lincoln không chút ái ngại, mà tự chân thành đáp lại, cuối cùng nhận được tràng pháo tay, hóa địch thành bạn. Sau khi Lincoln được bầu chọn làm tổng thống, có người khuyên ông tấn công tiêu diệt những kẻ thù chính trị trước đây. Ông nói, chúng ta chẳng phải đang muốn tiêu diệt những kẻ thù chính trị hay sao, vậy thì khi chúng ta trở thành bạn bè, kẻ thù chính trị không còn tồn tại nữa. Lincoln bất chấp sự phản đối của mọi người để dùng Ulysses Simpson Grant, người mà nghiện rượu như mạng sống, tính tình nóng nảy, nhờ vậy mà sau này đã giành được thắng lợi trong chiến tranh Nam Bắc. Về sau chân thành và khoan dung giống như Lincoln đã trở thành công ngạn ngữ của Mỹ, trở thành một bộ phận trong nền tảng văn hóa nước này. Những câu chuyện này vốn không giống như kiểu cách diễn kịch của con người thời hiện đại, cũng không phải là hành vi hứng khởi trong lúc nhất thời, mà là thể hiện cảnh giới, tâm tính của sự chân thành. Họ chính là có lòng khoan dung to lớn như thế, có tấm lòng rộng lớn như thế, vậy nên những khó nạn từ trên trời giáng xuống mới không lay động được họ. Còn đối với những người lòng dạ hẹp hòi mà đòi chưa cần phải kể đến đã lăng nhục như vậy, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể cũng có thể khiến họ canh cánh trong lòng cả một đời. Những mâu thuẫn dẫn đến bi kịch, người sống kẻ chết chỉ bởi một câu nói vốn không phải hiếm thấy trong xã hội ngày nay, một ly nước chỉ cần cho vào một ít bùn, ly nước sẽ bị đục ngay, còn biển cả mênh mông kia, hàng ngày nghìn vạn con sông đổ về mà cuối cùng vẫn không thấy nó thay đổi. Mọi người đều khen ngợi anh ta, nhưng anh ta lại không bởi vậy mà trở nên kiêu ngạo. Người trong xã hội đều chê trách anh ta cũng không vì vậy mà chán nản, uể oải. Tấm lòng như vậy, thử hỏi ai còn có thể động được đến đây? Người mà lòng dạ hẹp hòi thì cũng xem một vết xước nhỏ thành quan nạn sinh tử, chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi mà buồn, mà vui, quên cả sống chết vì chút hư danh mà cả đời không sao buông bỏ được. Ếch ngồi đáy giếng, phạm vi thấy được chỉ là đường kính trong phạm vi một trượng. Hà Bá ngắm nhìn đại dương mới biết bản thân mình thật sự quá ư là nhỏ bé. Vậy tại sao chúng ta không thử thay đổi chính mình? Trái đất trong vũ trụ mênh mông này chẳng qua chỉ là một hạt bụi. Nếu bạn dám mở rộng tấm lòng, thì có lẽ cả kỳ quan vũ trụ mênh mông, tráng lệ cũng sẽ mở ra cho bạn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981.
Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.